Rơi nước mắt về đoạn đời đau buồn cùng MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Vợ Nguyễn Ngọc Ngạn là ai? Cuộc đời và sự nghiệp của MC. Mặc dù nổi tiếng với vai trò là một nhà văn trước, nhưng kể từ lúc chuyển sang làm công việc người dẫn chương trình trên Paris by Night từ năm 1992, có thể nói ông đã trở thành MC thành công nhất hải ngoại, một tượng đài khó ai có thể vượt qua trong lĩnh vực này. Là một người nổi tiếng, ông nhận được nhiều sự yêu thương từ công chúng và đôi khi cũng ngược lại. Nguyễn Ngọc Ngạn không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều về mình, nhưng dù thế nào thì cũng không ai có thể phủ nhận được sự đóng góp của Nguyễn Ngọc Ngạn trong lĩnh vực dẫn chương trình. Trong một bài báo, nhạc sĩ Nam Lộc là người đã làm MC trước Nguyễn Ngọc Ngạn khá lâu, đã nói đại ý rằng chúng ta nên cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn vì nhờ có ông mà khán giả mới nhận thấy được rằng nghề MC cũng thật trang trọng trong các chương trình ca nhạc, tạp kỹ. Ông đặc biệt có năng khiếu trong cách nói chuyện và kể chuyện, có khả năng nói giống như viết, nói được một cách lưu loát, rành mạch, rõ ràng, dễ dàng truyền tải được nội dung đến người nghe. Khi nói về những công việc đã gắn bó với mình suốt hơn 40 năm qua, Nguyễn Ngọc Ngạn chia sẻ rằng tất cả đều là sự tình cờ và ông chưa bao giờ chủ định sẽ làm công việc dẫn chương trình, cũng như công việc viết sách bắt đầu từ năm 1979 cũng là do hoàn cảnh đẩy đưa khi ông đặt chân đến xứ người. Trước đó, ông là một quân nhân, đồng thời là thầy giáo từ trước 1975. Cuộc sống ngoài đời của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng như sinh hoạt đời thường ít được nhiều người biết tới và nhiều người cảm thấy bất ngờ khi nghe ông tiết lộ. Tôi không có email, không có computer và là người nghệ sĩ duy nhất trên thế gian không có cell phone. Tôi không biết computer là gì. Người ta cứ bảo tôi là email, tôi không hiểu email là gì. Người ta hỏi ông có vào Internet không, tôi bảo không biết Internet là cái gì mà vào. Việc không sử dụng những phương tiện hiện đại trong một xã hội văn minh tân tiến của Nguyễn Ngọc Ngạn cũng làm cho ban giám đốc trung tâm Thúy Nga gặp khó khăn khi có việc cần liên lạc gấp. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Ngạn có lý do riêng cho việc không dùng điện thoại. Thủy với ông Lai bảo tôi là làm việc hàng ngày mà sao không có email, không có cell phone. Tôi trả lời là thứ nhất tôi không ra khỏi nhà, tôi xài cell phone làm chi. Như vậy, khán giả của Nguyễn Ngọc Ngạn biết thêm một sự thật về ông, người được coi là rất bận rộn với nhiều mối quan hệ, nhưng thực ra ông sống rất biệt lập cùng với vợ con tại tư gia ở thành phố Toronto, là nơi chỉ tiếp đón những bạn bè thân thiết. Ngoài những chuyến lưu diễn cho các live show hoặc thu hình cho trung tâm Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Ngạn dành thời gian cho việc đọc sách, viết sách hoặc coi phim. Nhất là phim thì tôi phải coi thường xuyên, gần như ngày nào cũng phải coi những show Mỹ để có thể học hỏi ở đó rất nhiều. Chính nhờ sự học hỏi và tìm tòi đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đã có thêm được nhiều kinh nghiệm để bổ sung cho hai nghề nghiệp chính của ông từ nhiều năm qua là viết văn và điều khiển chương trình. Trong đó, nghề MC của ông ngày càng tỏ ra lấn lướt nghề viết văn đã có từ năm 1979. Nguyễn Ngọc Ngạn sinh ngày 9 tháng 3 năm 1946 tại Sơn Tây, là người con thứ ba trong một gia đình có 6 người con, 5 trai và 1 gái. Ông có một người em trai là nhạc sĩ Ngọc Trọng, tác giả bài Buồn Vương Màu Áo. Năm lên 8, Nguyễn Ngọc Ngạn theo gia đình xuống Hà Nội, sau đó ra Hải Phòng để di cư vào Nam năm 1954. Những năm đầu tiên, gia đình ông cư ngụ trong một xóm công giáo gần Củ Chi. Nhờ có một trí nhớ tốt cùng với đầu óc quan sát tinh tế khi còn nhỏ, những sinh hoạt diễn ra trong giáo xứ từ bé và nghèo nàn thời đó đã in sâu trong đầu cậu thiếu niên chưa quá 10 tuổi. Bối cảnh đó sau đó đã được Nguyễn Ngọc Ngạn khai thác để viết thành tiểu thuyết Xóm Đạo. Trời sinh cho tôi một trí nhớ rất đặc biệt, tức là có những chuyện gì tôi đọc qua hoặc nghe người ta kể qua một lần thì có thể mấy chục năm sau tôi vẫn nhớ. Mặc dù trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày sẽ thành nhà văn, nhưng Nguyễn Ngọc Ngạn cho biết nhờ mê đọc sách từ khi còn nhỏ đã giúp ông rất nhiều trong nghề viết văn. Công việc chỉ đến một cách tình cờ sau khi ông rời Việt Nam. Năm 1957, gia đình Nguyễn Ngọc Ngạn di chuyển vào Sài Gòn và cư ngụ trên đường Thoại Ngọc Hầu, vùng ngã ba Ông Tà. Những năm trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học trường Nguyễn Bá Tòng đến năm đệ nhị. Nhờ đậu cao kỳ tú tài 1, ông được nhận vào trường Chu Văn An và lấy bằng tú tài 2 tại đây. Một điểm đặc biệt là trong những năm theo học tại trường Nguyễn Bá Tòng, ông luôn giữ vai trò trưởng ban kịch của lớp. Ít người ngờ rằng một nhà văn, một MC nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Ngạn khi còn trẻ lại nuôi giấc mơ bước vào lĩnh vực kịch nghệ, mặc dù tự nhận có năng khiếu về văn chương. Khi lên đệ tam, Nguyễn Ngọc Ngạn chuyển qua ban văn chương để được giáo sư Pháp Văn là nhạc sĩ Lê Thương chú ý đến khả năng đóng kịch, nên đã khuyến khích theo học bộ môn này tại trường Quốc gia âm nhạc. Tuy nhiên, sau 2 tháng theo học, Nguyễn Ngọc Ngạn nhận ra mình bị hạn chế rất nhiều trong lĩnh vực này vì cận thị nặng, và thời gian đó cũng chưa có contact lens như hiện nay để hỗ trợ. Sau khi quan sát những vai diễn trên sân khấu, ông cho rằng nếu có đóng kịch thì chỉ có vai trò thầy giáo là thích hợp nhất đối với mình, do cặp kính cận dày cộm. Ngoài ra, cha mẹ ông đã khuyến khích con nên chú tâm học hành để lấy được bằng tú tài toàn phần hơn là khuyến khích đi theo con đường văn nghệ. Hết trung học, Nguyễn Ngọc Ngạn theo học Đại học Văn khoa và sau đó trở thành giáo sư ngoại ngạch cho một số trường công.
Ngoài giấc mơ trở thành một diễn viên hay một nhà viết kịch lúc còn trẻ, Nguyễn Ngọc Ngạn còn mong muốn thực hiện những công tác xã hội. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ngạn bước vào đời sống quân ngũ sau khi lập gia đình với một nữ sinh trường St. Thomas tên Lê Thị Tuyết Lan. Đầu tiên ông ở sư đoàn 9 bộ binh, sau đó được đổi về tiểu khu Định Tường, nhưng không về tiểu khu mà về tiểu đoàn tác chiến ở quận Cái Bè. Nhớ lại cuộc đời quân ngũ, Nguyễn Ngọc Ngạn có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ông nhớ nhất là những kỷ niệm trong thời gian phục vụ tại tiểu đoàn địa phương quân tác chiến. Gần như cả một tiểu đoàn không có một người nào là người Bắc cả, cho nên trong tiểu đoàn, ông tiểu đoàn trưởng không cần nhớ tên tôi. Ông ấy cứ kêu tôi là thiếu úy Bắc Kỳ. Tại đây, thiếu úy Bắc Kỳ giữ chức vụ trung đội trưởng vũ khí nặng vào khoảng năm 1972, sau đó Nguyễn Ngọc Ngạn được làm đại đội phó và một thời gian sau được chuyển về bộ chỉ huy và cuối cùng được làm sĩ quan quản trị nhân viên, coi quân số của tiểu đoàn. Đến năm 1974, khi Nguyễn Ngọc Ngạn mới có con được nửa năm thì được Bộ Giáo dục biệt phái về dạy học tiếp với cấp bậc trung úy. Sau khi dạy được đúng một niên khóa thì xảy ra biến cố năm 1975. Sau thời gian đó, Nguyễn Ngọc Ngạn đi tù và được trở về vào năm 1978, rồi tìm đường ra nước ngoài với người vợ đầu tiên cùng con trai lúc đó được hơn 4 tuổi. Chuyến hải hành kinh hoàng đó đã đưa ông sang bên kia đại dương, nhưng lại mất đi hai người thân yêu nhất là vợ và con. Sự kiện đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của Nguyễn Ngọc Ngạn. Để từ đó, ông mang nhiều suy tư khi hồi tưởng về thân phận những người phụ nữ. Sau khi đặt chân đến Canada năm 1979, ông bắt đầu bước vào nghề viết văn với tiểu thuyết đầu tay, Những người đàn bà còn ở lại. Ba năm sau, ông tái hôn lần thứ hai vào ngày 19 tháng 6 năm 1982 với một thiếu nữ tên Diệp, khi đó 20. Ba người chồng ít ai biết của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên là ai? Nguyễn Cao Kỳ Duyên nổi tiếng không chỉ bởi nhan sắc trời phú mà còn là một trong những người phụ nữ tài năng. Thế nhưng thành công trong sự nghiệp bao nhiêu thì đường tình duyên của chị lại lận đận bấy nhiêu. Cuộc hôn nhân với bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ người Việt ở Mỹ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc sống của cặp đôi khá sung túc và đầy đủ. Tuy nhiên cuộc hôn nhân không được bền vững bởi những bất đồng quan điểm của cả hai. Bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của Kỳ Duyên đã từng chia sẻ con gái và chồng xảy ra nhiều bất hòa trong cuộc sống bởi bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm và khô khan. Thậm chí ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Có lần bà kể, mỗi lần con đi biểu diễn, mẹ đều đi đón thay vì chồng con. Lúc con đang có bầu đứa thứ hai lại đi nguyên một tour về, mẹ vừa lái xe vừa khóc nhưng không nói với con. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó cứ tích tụ cho đến một ngày, tình cảm nhạt nhòa. Cuối cùng cuộc hôn nhân đầu tiên của Kỳ Duyên đã kết thúc. Sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi, cô trở về với cuộc sống làm mẹ đơn thân của hai cô con gái. Mối tình với MC Trịnh Hội năm 2004 ở tuổi 39, MC Kỳ Duyên tái hôn với nam luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Trịnh Hội lúc đó là gương mặt mới nổi của sân khấu âm nhạc. Dù kém Kỳ Duyên 5 tuổi nhưng anh rất chín chắn ga lăng. Ngay chính Kỳ Duyên cũng chia sẻ cô và Trịnh Hội thực sự là tri âm tri kỷ khi cùng nghề luật lại cùng chung đam mê nghệ thuật. Đám cưới của họ diễn ra thơ mộng tại một bờ biển Philippines. Trịnh Hội chia sẻ, với được Duyên là tôi đã tìm được chiếc áo mà tôi biết chắc rất vừa vặn và làm mình đẹp, hạnh phúc khi khoác lên người. Người hâm mộ ngỡ ngàng rằng Kỳ Duyên đã tìm được bến đỗ mới hạnh phúc của cuộc đời mình, thì chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự bất ngờ của mọi người. Nguyên nhân cặp đôi quyết định đường ai nấy đi là cả hai xa nhau quá nhiều. Tuy nhiên những người thân thiết tiết lộ, Trịnh Hội đã có tình cảm bên ngoài và Kỳ Duyên không chấp nhận được điều này. Sau khi ly hôn được 2 năm, Trịnh Hội tái hôn với một phụ nữ trẻ đẹp khác tên Mai Thi. Cuộc chia tay với người chồng thứ hai, Trịnh Hội khiến Kỳ Duyên sợ hôn nhân. Tiếc nuối duy nhất của cô từ cuộc hôn nhân này là không được cùng nhau chăm sóc con cái. Hai đứa con riêng của Kỳ Duyên và hai con do cô và Trịnh Hội nhận nuôi từ các chuyến đi từ thiện. Sự đổ vỡ của hôn nhân không khiến chị đau khổ nếu nỗi đau khổ đó không liên quan đến con cái. Người tình không bao giờ cưới David Duy Hân. Sau hai cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. Tuy nhiên cô nhanh chóng tìm lại được niềm vui, niềm an ủi mới cho mình khi ở cạnh người đàn ông kém tuổi, đẹp trai, tài hoa David Duy Hân. So với hai người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Anh cũng luôn có mặt bên cạnh để chăm sóc quan tâm Kỳ Duyên, dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ show diễn nào. Tính tới nay, MC Kỳ Duyên và doanh nhân David Duy Hân đã bên nhau gần trọn một thập kỷ. Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô và bạn trai lên trang cá nhân cùng những dòng chú thích ngọt ngào. Ở bên nhau gần 10 năm, Kỳ Duyên cho biết cô không tính chuyện kết hôn. Mọi người nghĩ cần một tờ giấy kết hôn hoặc đám cưới để ràng buộc. Nhưng MC Kỳ Duyên và người yêu lại gắn kết với nhau bằng sự thoải mái cởi mở của mình. Kỳ Duyên hào hứng khoe, Duy Hân rất ga lăng. Anh thường bảo cô, thích lấy thì lấy, thích ở vậy thì cứ ở vậy, khiến cô không bị áp lực trong hôn nhân.